Bộ trưởng Nhạ hứa trả lời thông tin 1 tỷ trên suất nâng điểm ở Sơn La. Liên quan đến vụ gian lận thi cử ở Sơn La, trước đó báo chí đã phản ánh cơ quan an ninh điều tra tỉnh Sơn La đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 8 bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Trong 8 bị can trên có ông Trần Xuân Yến, khi bị khởi tố là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La. 7 người còn lại bị đề nghị truy tố phần lớn là cán bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La. Cơ quan điều tra hiện đang tập trung làm rõ các bị can trên liên quan đến việc sửa điểm bài thi trắc nghiệm cho 44 thí sinh và sửa điểm bài thi tự luận cho một số thí sinh khác. Dư luận cũng phản ánh, chi phí để sửa điểm để thí sinh đạt mức tổng điểm yêu cầu trong tổ hợp xét tuyển đại học khoảng 1 tỷ đồng trên trường hợp. Trao đổi với báo chí, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La xác nhận, Công an Sơn La đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La để đề nghị truy tố 8 bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tuy nhiên hiện chưa thể buộc tội các đối tượng về tội đưa nhận hối lộ vì chưa đủ căn cứ. Ông Tuấn cũng khẳng định thông tin chi phí 1 tỷ đồng trên trường hợp nâng điểm là không đúng. Về hướng xử lý trong thời gian tới, ông Tuấn cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La đang cố gắng trong vòng 1 tháng sẽ chuyển hồ sơ sang tòa án để đưa vụ việc ra xét xử. Sáng ngày 28 tháng 5, bên hành lang Quốc hội, trước câu hỏi của phóng viên Dân trí về vụ tiêu cực ở Sơn La và thông tin một suất nâng điểm có giá 1 tỷ đồng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết, sắp tới sẽ trả lời bằng văn bản. Quang Phong, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.